Hãy đến với bước 1 của ly cacao đá. Trong công thức ly cacao đá, tôi vẫn sử dụng 9 gam bột cacao. Nhưng với khác với ly cacao nóng, tôi sẽ sử dụng 100ml nước sôi. Khuấy đều cho tan bột cacao. Chúng ta đã hoàn thành xong bước 1, làm chín cacao. Bước 2, tạo ngọt. Để ly cacao đá có hương vị cân bằng hơn, ngọt ngào hơn, tôi vẫn sử dụng 15ml đường và 15ml sữa đặc. 15ml đường nước. Thêm 15ml sữa đặc. Tổng là 30ml. Rót. Khuấy đều. Trước khi đến với bước cuối cùng, tôi sẽ giới thiệu cho bạn ly cacao đá nên sử dụng ly nào. Cacao đá nên sử dụng ly có thể tích là 300ml. Và chắc chắn rồi, đồ đá thì nên sử dụng ly thủy tinh trong suốt để nó lộ được vẻ đẹp của nó. Tôi sẽ sử dụng 1 đến 2 viên đá to cho vào ly. Và rót cacao vào. Ta đã hoàn thiện bước tạo ngọt cacao đá. Bước 3, trang trí. Bước cuối cùng, trang trí ly cacao đá. Vẫn 70ml sữa tươi. Và các bạn hãy nhớ nhé, sữa tươi phun kem. Sữa tươi phun kem sẽ tạo cho bạn một lớp bọt mịn hơn, dày hơn và đẹp mắt hơn. 70ml sữa tươi. Sục bọt. Nếu như lớp bọt còn quá nhiều bọt nhỏ li ti này, hãy lắc. Như bạn đã thấy, bọt nhỏ đã bớt dần đi. Ok, bây giờ hãy bắt đầu đổ vào ly cacao đá này để tạo ra một form bọt. Hãy nhớ nhé, chúng ta hãy đổ lên mặt bề mặt của viên đá để tạo thành hai tầng. Cuối cùng, rắc cho lớp bọt này một lớp cacao.
cho lớp cacao ở giữa này dày hơn. Cuối cùng hãy nhớ là luôn có một cái ống hút cho đồ đá. Và chắc chắn rồi, nếu có thêm một vài cái bánh Oreo nữa thì cực kỳ đẹp mắt. Vậy là chúng ta đã hoàn thành xong 3 bước làm ra ly cacao đá vô cùng đơn giản và vô cùng đẹp mắt. Công thức cacao đá: bột cacao 10g, nước sôi 100ml, đường 15ml, sữa tươi không đường 70ml, sữa đặc 15ml, đá viên 2 viên. Bước làm cacao đá. Bước 1: làm chín cacao. Cho 9g bột cacao vào bình sứ, rót 100ml nước sôi khuấy tan hết bột cacao. Bước 2: tạo ngọt. Rót 15ml đường và 15ml sữa đặc vào bình, khuấy đều. Cho 2 viên đá vào cốc thủy tinh, rót cacao vào cốc. Bước 3: trang trí. Sục bọt 70ml sữa tươi, đổ bọt vào cốc, rắc 1g bột cacao vào giữa. Về mặt pha chế, chúng ta đã hoàn thành 3 bước để ra được một ly cacao nóng lẫn cacao đá. Còn về mặt kinh doanh, chúng ta lời lãi thế nào với công thức cacao này? Pha Chế Online là thương hiệu đào tạo, chuyên sáng tạo và chuyển hóa công thức đồ uống sang dạng kinh doanh hiệu quả nhất. Tiêu chí đầu tiên cũng là tiêu chí quan trọng nhất, đó chính là cốt thấp. Cốt thấp sẽ tối thiểu hóa số vốn bạn bỏ ra cho mỗi ly đồ uống. Tiêu chí thứ hai, lãi cao. Bạn sẽ đạt được số lãi cao nhất khi và chỉ khi đồ uống bán ra đạt được giá trị tốt nhất. Bởi vậy, chúng tôi sẽ rất chú trọng vào phần trang trí của đồ uống. Chúc mừng bạn đã hoàn thành bài học về ly cacao. Giờ đến lúc bạn thực hành và thưởng thức ly cacao trực tiếp rồi đó. Bạn nghĩ sao về bài học hướng dẫn cacao vừa rồi? Hãy cho tôi biết ý kiến của bạn bằng cách bình luận phía dưới. Tạm biệt và hẹn gặp lại ở bài học tiếp theo.